Trời đất ơi, nhà cửa không phụ gì trơn, ngồi chơi game tối ngày vậy đó hả? Gì mày làm đi, đang chơi game rồi. Làm gì? Trời đất ơi, mày chơi game mày hãy ra tiền không báo? Báo? Hả? Mày lớn mày làm đi, con thích chơi game đúng rồi. Mày lớn chưa? Lớn chưa con? Lớn chưa? Trời cầm. Nói một câu trả lời một câu, nói một câu trả lời một câu, tao cắt mạng à. Nói ngày bà cầm gầm hoài vậy đó. Chiều nay tao kêu tao vô tao cắt mạng luôn á. Mày đỡ tao kêu đi. Trời đất ơi, mày thích tao. Đi ra kiếm phơi cái tay lưới coi. Chiều kéo cá nữa đó. Thôi trời, kêu ổng phơi đi bà ơi. Ổng nào? Ổng nào phơi? Hả? Ổng đó, bà biết ổng rồi. Ổng đi nhậu rồi. Không lẽ mày để tao làm? Ghê luôn. Mày lo mày ngồi mày chơi, tao gặp mày không thấy thì mày thấy cái cảnh với tao. Alo. Anh hả? Anh ăn cơm chưa? Em mới trốn mẹ ra đây ngồi nè, nói chuyện với anh đó. Nhớ em không? Nhớ. Nhớ anh dữ lắm luôn. Dạ. Chiều chủ nhật mình gặp nhau nha. Gặp ai? Hả? Dạ. Hẹn ai gặp ai chủ nhật? Mình tới tao coi. Đưa điện thoại đây. Đưa ở đây. Có gì đâu. Lẹ lên, lẹ lên. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Nhanh lên. Tụi anh yêu đồ nữa hả? Trời đất ơi. Mới 13, 14 tuổi đầu mà đặt yêu đương hả trời? Trời đất. Con lớn rồi mà. Lớn chưa? Lớn dữ chưa? Trời đất ơi là trời. Không phụ được cái gì, trốn ở đây ngồi nói chuyện điện thoại với lại anh yêu đồ ha. Mày giỏi lắm rồi đó. Chị nhìn. Hả? Hay quá ha. Học đòi ai vậy? Mày đi chơi ghiếc, mày tụ tập mấy đứa kia ghiếc rồi bây giờ mày yêu đương hả? Học không lo học lo yêu. Trời đất ơi, con bảy đó. Hồi ra người ta bôi cho trái cháu vô mặt tao đó. Chứ ai? Phụ không lo phụ, nhà cửa thì đang đang đê đê công chuyện. Nói tới anh em bay á, một đứa thì chơi game, một đứa thì nói chuyện với lại anh yêu. Bá tao vừa này tước chưa? Tao giao hôm qua nay tước chưa? Để một tí tước cho. Tại một tí. Ngày hôm qua kêu cũng một tí, giờ cũng một tí. Coi chừng nào, tí nào. Hả? Chừng nào ông rảnh con tước cho. Ôi đất ơi, rảnh chưa? Giờ rảnh chưa hay là rảnh được cái nói chuyện với anh yêu? Mày á, chiều nay về đi, ba mày về đi, mày thấy cảnh tao cho nằm cuối hai anh em bay luôn á. Tao vô một hồi mà tao ra mà chưa tước là thấy cảnh tao. Mẹ, mày làm gì vậy? Mẹ, mẹ có gì hả? Không thấy tao làm chị... chuyện hả? Sáng nay chị điện thoại hết pin rồi, cho tiền đi chơi với mấy đứa bạn đây. Sao mới nói gì đó lại nghe con? Sáng ngày chơi game hết pin điện thoại rồi, cho tiền chơi game với mấy đứa bạn. Mày hết pin mày không sạc được hả? Mày hết đi lên mày giục cái điện thoại để mày quăng hả? Không để tao xài cho. Đưa đây. Khó gì vậy trời? Tôi quay lại làm gì xin tiền hả? Xin tiền. Trời ơi xin tiền. Tiền đâu có sẵn cho xin gì con? Ổng đi làm ổng đưa tiền cho bà chứ đâu nữa. Ổng đưa tiền tao là tiền nhà, tiền cửa, tiền há nuôi tụi bay á. Chứ ổng đưa tiền nào mà để cho mày đi chơi. Ngày ăn có mấy bữa cơm đâu mà han hoài, cho tiền đi chơi đấy trời. Trời ơi, đi chơi mà mày xin tiền tao mày ra tao tưởng nó mày ba tao không á. Nhiều khi mà tao tưởng nó tao con mày chứ không phải là tao mẹ mày. Ở đó mày xin tao được đồng nào? Phải chứ ở nhà mày phụ tao công chuyện đi, tao còn cho tiền đi chơi. Còn đằng này mày có phụ được gì không? Còn nhỏ cho đi chơi đi bà ơi. Còn nhỏ cho đi chơi. Ủa sao mày không nói tao mày xin tiền mày đi học thêm đi. Mày đi học đi. Còn mấy mày làm gì mà đẻ ra tiền đi. Nói tới mày tao quýnh ra đi ra chỗ khác à. Tiền đi bà. Khỏi mày khỏi năn nỉ tao ở đây, mày về mày đợi ba mày về mày xin. Đi vô. Mà về xin cái chút tiền cũng cho nữa. Ừ mày hổn đi, mày hổn điều hòa tao vô hay tao đá mày hay găng môi lẫn lộn đó. Ngồi đi nha. Chứ tao đẻ tụi bay ra tao biết vậy, hồi xưa tao đẻ học gà học vịt cho tao ăn còn bổ hơn, sướng hơn nữa. Mày uống trà sữa nha. Cái gì? Tao đi uống trà sữa với bạn. Uống trà sữa. Tụi đất ơi. Rảnh quá hen con. Quẩn quá hen. Mày uống trà sữa với ai? Mày uống trà sữa với anh yêu của mày đó hả? Hả? Bá tao vừa tao kêu tước chưa? Tước hết rồi. Tước hết chưa? Chắc chưa? Chắc. Mày nghĩ sao nguyên đó tao vừa đó tao tước cầu cái tiếng đồng hồ. Còn nãy giờ chưa được nửa tiếng nữa mà mày nói mày tước xong rồi. Gì con tước nhanh để con đi chơi. Tước nhanh để đi chơi hả? Siêu nhân quá ăn. Ở nhà không còn công chuyện hay đi chơi? Nhờ con việc đó con làm xong rồi con được đi chơi. Trời đất ơi, ở đâu ra quy định đó vậy? Hả? Ở đây trả lương cho mày hay sao mày phải nói như vậy? Từ tiên tao đẻ anh em bay ra không biết đâu tao kiếp trước tao làm gì nữa có lỗi có nghiệp gì không mà sao tao đẻ anh em bay ra tao không nhờ được lúc nào hết trơn trời hả
Trời đất ơi. Đi chơi nha. Có thằng lớn rồi tới con nhỏ. Đi nha. Đi đâu đi đi, bắt tao đi. Bye bye. Ông Bảy này thiệt tình á. Từ cha tới con. Đi chơi không bao giờ ở nhà mà phụ được miếng việc nào hết trơn. Ôi là trời, nghĩ là tao bỏ nhà tao đi luôn cho rồi. Nhà cửa gì đâu mà nó không đóng không coi nhà vậy chứ. Ba ba. Gì? Cho tiền mua quà sinh nhật cho mẹ ơi. Mua quà sinh nhật cho mẹ. Đúng rồi. Nè. Cảm ơn nha ba. Suốt ngày tiền tiền. Sinh nhật bả nhớ mấy tháng nữa tới mà dắt mày sinh nhật kìa trời. Thôi chắc là được bị báo đời mà nó gạt nữa rồi. Thiệt chết. Ra đâu coi coi coi. Nhỏ này nó nói là hả nó tức lá dừa rồi. Trời đất ơi. Trời ơi mới bị lớn mà thiệt tình luôn á. Nó nói xạo hết lần này tới lần khác. Nó tước lá dừa rồi. Mà còn y thinh một e vậy nè. Tới nó mục luôn cũng chưa có mà chùm nữa. Con nhỏ này thiệt tình luôn á trời. Biết sao nói nổi trời. Ơi hồi xưa biết vậy thôi thiệt á. Tao nhét vô tao không đẻ vậy đâu trời ơi là trời. Có hai đứa con nhìn con tao mắc ham. Đi học Sài Gòn đồ về. Tụi con học á hả học sinh giỏi đồ về lãnh thưởng. À, lãnh tập ra năm sau đỡ phải tốn tiền mua tập mua sách. Còn con mình học tối ngày lên học phụ huynh bán vốn không ăn chơi bồ bịch nha với nhảnh kia phụ chuyện gia đình cũng không có nữa biết là thôi à vô phúc quá trời mệt mỏi.